Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 2023. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu thế giảm ở phiên Á, không giữ được mốc 2.000 đô la Mỹ một ounce, kéo giá vàng trong nước giảm theo. Một số nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng của giá vàng, cho rằng giá kim loại quý này sẽ sớm thiết lập một kỷ lục mới. Ở trong nước, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá lên xuống theo biến động của thị trường thế giới. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66.450.000 đồng một lượng, chiều bán quanh mức 67.050.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốt số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 55.450.000 đồng một lượng và 56.450.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 66.450.000 đồng một lượng, chiều bán 67.050.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66.450.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.070.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 600.000 đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66.400.000 đồng một lượng và 67.000.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại Thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 66.400.000 đồng một lượng và 67.000.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji là 600.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.350.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.350.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.950.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 600.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.400.000 đồng một lượng, chiều bán 67.000.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66.420.000 đồng một lượng, chiều bán 66.980.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.400.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đứng tại mức 66.500.000 đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21.525.000 đồng một lượng đến 55.450.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23.525.000 đồng một lượng đến 56.450.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, giới phân tích nói rằng
Thị trường vàng đã có những phản ứng đầu tiên với báo cáo việc làm tháng 3 mà Bộ Lao động của Mỹ công bố vào phiên ngày hôm thứ Sáu tuần trước. Phiên ngày thứ Sáu, thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ ngày thứ Sáu tuần Thánh. Theo báo cáo trên, trong tháng trước, khu vực nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ có 236.000 công việc mới, chỉ ít hơn một chút so với mức dự báo mà giới phân tích đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones là 239.000 công việc mới. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm còn 3,5% thay vì duy trì ở mức 3,6% như dự báo. Các dữ liệu này cho thấy nền kinh tế của Mỹ vẫn vững vàng và áp lực lạm phát có dịu đi, nhưng cũng phản ánh một cuộc suy thoái đang hình thành một cách chậm rãi. Dù vậy, một cuộc suy thoái như thế không đủ sâu để giải quyết vấn đề lạm phát. Như thế, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 5 sẽ tăng lên. Tình hình kinh tế phản ánh qua số liệu kinh tế của Mỹ như vậy có vẻ không cho phép Fed dừng tăng lãi suất. Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên trong môi trường lãi suất tăng như vậy sẽ gây bất lợi cho giá vàng. Gần đây, kỳ vọng Fed dừng tăng lãi suất từ tháng 5 và giảm lãi suất từ tháng 7, cộng thêm cuộc khủng hoảng ngân hàng đã thúc đẩy vàng tăng vọt qua mốc 2.000 đô la Mỹ một ounce. Có lúc đạt mốc cao nhất trong vòng một năm trong tuần trước tại 2.032 đô la Mỹ. Chiến lược gia trưởng Jung Ju Ma của BMO nói rằng số việc làm mới của tháng 3 phản ánh một tấm nệm đáng kể trong nền kinh tế để giúp hạn chế ảnh hưởng của sự giảm tốc kinh tế. Báo cáo này không đủ để khiến Fed thay đổi quan điểm. Vẫn có khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới. Loạt dữ liệu lạm phát tiếp theo có thể sẽ giữ vai trò quyết định. Tuần này, thị trường sẽ đón nhận nhiều báo cáo kinh tế Mỹ, bao gồm chỉ số tiêu dùng CPI và chỉ số giá sản xuất PPI lần lượt công bố vào phiên ngày hôm thứ Tư và thứ Năm. Những báo cáo này có thể sẽ quyết định Fed dừng hay là tiếp tục chiến dịch tăng lãi suất, từ đó ảnh hưởng đến giá các tài sản trong đó có vàng. Theo một số chuyên gia, một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm nữa của Fed vào tháng 5 sẽ tạo ra trở ngại đối với vàng, nhưng nó sẽ không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với kim loại quý. Họ lưu ý, trong môi trường như hiện nay, việc giá vàng lập kỷ lục mới chỉ là vấn đề thời gian. Trao đổi với hãng tin Kitco News, chuyên gia CLUK của Watchading nói, có những lý do chắc chắn đưa giá vàng lên vùng hiện nay. Chúng ta đang chứng kiến sự đa dạng hóa đáng kể sang kim loại quý vì những bất ổn lớn trên thế giới. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.